Chào các bạn, đến với video của Thanh Bùi và Thanh đang có mặt tại khách sạn Plaza Spa. Bây giờ là tầm khoảng 12 giờ trưa. Thời tiết nó vẫn lạnh và nó rất là giá buốt nhưng mà lại rất là đẹp. Thì Thanh đang có mặt ở sảnh khách sạn. Ở đây là cái gian đồ lưu niệm, trưng bày các sản phẩm, các cái đồ thổ cầm dân tộc của các dân tộc ở trên này. Và bây giờ Thanh sẽ đi ra ngoài trời để cho các bạn có thể cảm nhận được cái không khí lạnh ở Sapa như thế nào. Khó có thể ở đâu có thể có cái không khí đặc biệt như ở Sapa. Và rất là vui khi mà học viên đi của kênh 15 có mặt ở Sapa để tham dự khóa học này tại đây. Và khi mà Thanh mở cái cánh cửa này ra thì nó sẽ là một thế giới hoàn toàn khác, khác hẳn so ở trong. Bên ngoài đang là lạnh. Bên ngoài đang là khoảng 6 độ. Trời mưa phùn lất phất. Mà hãy hình dung ra cái cảnh mà khi mà mình mở tủ lạnh ra, sau đó mình chui vào tủ lạnh và mình đóng tủ lạnh vào, nó rất là rét, nó rất là rất là khó tả, rất rét buốt. Cái cảm giác ở Sapa bây giờ nó cũng như thế, nhưng mà bù lại thì rất là đẹp, rất là thơ mộng, vô cùng đẹp. Đây là sảnh ngoài sân của khách sạn Pao, và nơi đây sẽ là nơi đón của học viên khi đến. Và dòng chữ quen thuộc: chào mừng khóa huấn luyện IOK 15 Sapa, một địa điểm quá quen thuộc. Một năm phải lên đây đến khoảng 2-3 lần để tổ chức các khóa học của chương trình. Rất rét, người nhớ rất đẹp, mang quần áo thật ấm, khăn mũ, áo, quần áo, giày. Và nếu có thể thì hãy mang từ 2-3 đôi giày. Một mình Thanh thì Thanh mang 4 đôi giày. Tại vì trời nó ướt, nó sẽ có thể là cần phải thay nhiều đồ. Nhưng mà không sao, tại vì chúng ta học ở trong hội trường rất là ấm. Khi nào chúng ta ra ngoài trời chúng ta hoạt động thì mới cần phải lưu ý hơi hơn một chút thôi. Lạnh quá. Mọi người, đây là cái ui nhìn này. Đây là cái bếp lửa này mọi người này. Đẹp không? Bếp lửa. Ui ấm, đứng vào đây thì nó rất là ấm. Đẹp quá. Bếp lửa ở giữa cái này. Ui, khi mà đứng vào đây thì nó ấm á. Rất ấm. Khói. Ở bên kia thì sẽ là bể bơi. Ngoài sáng nếu mà muốn bơi thì vẫn có thể bơi được vì bể nước nóng. Thôi nào mọi người, bây giờ Thanh sẽ đi vào trong hội trường. Mạnh quá. Ôi nhá, Thanh sẽ đi vào hội trường và khung cảnh hội trường thì sẽ được giữ bí mật đến ngày cuối, đến ngày mai khi mọi người vào. Nhìn thời tiết nó là như vậy. Nhá, xin chào mọi người. Rét quá.